Em nói tiếp đi, anh đang nghe. Thật ra suy nghĩ cho kỹ, con người anh của anh không có tệ lắm, nhưng tính tình không tốt, lại thích ỷ thế hiếp người. Tóm lại, theo cái người như vậy không có thoải mái. Vậy mà em còn cứu ảnh? Khùng điên nè, người ta cứu ảnh là vì anh đó. Nhưng mà anh của anh, anh cũng thương em lắm. Cái đó em đã thấy từ lâu. Nhưng mà em có thể làm bạn với ảnh. Em mãi mãi không bao giờ yêu một người như vậy. Tại sao? Bởi vì anh giống như đại ca của em, ở trong lòng có quá nhiều dục vọng. Ở chung với người như vậy, em cảm thấy mệt lắm. Nhưng hai chúng ta cũng rất là tốt, ở trong lòng không có nghĩ tới chuyện bực bội. Trong lòng của anh chỉ có em, trong lòng em chỉ có anh. Dẫn em đi đi, chúng ta lìa xa những cái này. Chúng ta cùng nhau đi Trung Nguyên để xem những sơn thủy đẹp nhất. Xin lỗi nha, bây giờ không được. Tại sao vậy? Ni Khâm Mệnh Lan đã cố kết với Mông Cổ, anh đang nhờ đại ca của em giúp đỡ. Hôm nay anh đánh họ, ngày mai họ đánh anh. Đánh cho tới bao giờ mới chấm dứt được đây? Không lẽ nhất định phải giết sạch hết tất cả mọi người mới được à? Ni Khâm Mệnh Lan đã giết cha và mẹ của anh trước, anh còn phải trả thù. Cho dù anh giết chết ổng, nhưng người nhà của ông ta, con cái của ổng, không phải cũng sẽ tìm tới anh để trả thù hay sao? Dẫn em đi đi. Quan quan tường báo, tới bao giờ mới dứt khoát được? Đông Cơ, những gì em nói anh hiểu rất rõ. Anh rất muốn dẫn em đi ngay bây giờ, nhưng mà không được. Nếu anh không mượn được binh của Diệp Hách, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như anh của anh có gặp nguy hiểm, cho dù chúng ta ở chung với nhau, anh cũng đâu có vui vẻ, phải không? Đúng vậy. Đông Ca, có chuyện này anh cần phải nói cho em biết. Chuyện gì vậy? Em phải biết là anh rất yêu em. Còn anh cũng vô cùng thương anh của anh. Cuộc đời này anh chỉ có hai người, anh cần phải cam tâm tình nguyện chết vì họ. Một là em, hai là anh của anh. Anh đừng có nói nữa. Em đã hiểu rồi. Đi, chúng ta cùng nhau đi gặp đại ca của em. Mở ra. Dạ. Nạp Lâm Bối Lạc, đây là quà của anh tôi tặng cho ông, xin ông nhận cho. Đừng có để ý tới tục lệ nữa. Bây giờ anh của người đã trở thành đô đốc rồi hả? Ây da, ba cái đồ này nhiều thiệt đó nha. Thưa Nhĩ Hà Tề à, ba cái đồ này đã dựng từ thành đồ luôn vậy phải không? Hả? Đại ca, chúng ta đừng nói chuyện với khách như vậy. Được, anh không nói. Anh không nói được không? Nạp Lâm Bối Lạc, đây là thơ của anh tôi gửi cho ông. Được, mời vào phòng khách dùng trà. Sao đây, đô đốc đại nhân muốn mượn quân của ta hả? Chỉ cần cho mượn 3.000 kỵ binh, chúng tôi nhất định đánh bại Ni Khâm Ngoại Lan. Ni Khâm Ngoại Lan lần này xuất động 1 vạn kỵ binh, còn mượn thêm 5.000 kỵ binh Mông Cổ. Các người có bao nhiêu người? Hơn 2.000 người. 2.000 người mà muốn đánh 10.000 người à? Cho nên mới nhờ chúng ta giúp đỡ. Được, dù ta cho mượn 3.000 kỵ binh đi nữa, nhưng gộp chung với nhau cũng không đủ 5.000. Một người đánh với 3 người không thể thắng được đâu. Đại Bối Lạc, không thể nào nói như vậy. Ra trận không thể nói gì hơi ít, mà chỉ nói tới sự tin anh. Anh tôi và tôi đã từng đánh bại mấy chục tên thích khách. Binh sĩ kiến chầu, người nào cũng dũng mãnh giống như là người và anh của ngươi hay sao? Đại ca, kỵ binh của Diệp Hách chúng ta, người nào người nấy cũng dũng mãnh. Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng có xen vào. Đại ca, anh không thể nào thấy chết không cứu. Lời anh nói em nghe không rõ hả? Đại ca, em không có hiểu. Diệp Hách chúng ta mạnh tới như vậy, tại sao anh lại sợ Ni Khâm Ngoại Lan?
Anh làm như vậy không lẽ không sợ người thiên hạ cười chê sao? Chê cười? Anh đã làm sai điều gì? Đủ rồi, Đông ca đừng nói nữa. Đi, theo nhị ca ra ngoài. Anh đã thay đổi quyết định bao nhiêu lần với nỗi nhĩ hay xích dành đi không ngoại lang? Không lẽ anh không sợ người ta nói anh biến quá vô thường hay sao? Cái gì? Tiểu nhân biến quá vô thường hả? Đại ca, bây giờ Kiến Châu thật sự nguy hiểm lắm. Đại Bảo Lạc, những lời đó tôi dạy cho Đông ca nói, nếu có trách thì xin ông hãy trách tôi. Ngươi cũng có chí khí lắm. Đại Bảo Lạc, nếu không ở làng này mà sẽ tấn công Kiến Châu, bây giờ không ra ta sẽ không kịp đâu. Nếu như không kịp thì sao? Tóm lại ta không thể để cho 3.000 binh mã của ta đúc đầu vào chỗ chết. Đại ca, chỉ cần anh chịu giúp Kiến Châu, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý hết. Được, cái mà anh cần là câu nói này. Vừa rồi ta nói là không cho ngươi mượn 3.000 kỵ binh, nhưng mà ta có thể cho ngươi mượn 5.000 người. Cái gì? 5.000? Phải, ta sẽ đích thân lựa chọn 5.000 kỵ binh Diệp Hách tinh binh nhất và trao cho Đại Kiết thống lãnh. Đại ca yên tâm, người Mông Cổ từ xa tới đây nhân địa sinh cơ, chúng ta về mặt thiên thời địa lợi không cần đánh cũng có thể dọn cho bọn họ trở về. Còn những người của Ni Khâm ngoại làng sẽ do hai huynh đệ các người đối phó, người nghĩ sao? Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị Bối Lạc. Không cần cảm ơn ta. Nếu muốn cảm ơn, cảm ơn em gái của ta đi. Đông ca, hồi nãy em nói là anh biểu em làm gì em cũng đồng ý hết. Đúng vậy, chỉ cần anh đồng ý giúp cho họ. Anh biết rõ em không thích Ni Khâm ngoại lang, không thích con người của hắn. Đúng vậy, con người gian trá, không có ngày tháng tốt lành. Vậy hôm nay chính thức đồng ý với em, từ nay anh sẽ không gả em cho hắn nữa. Thật hả? Hay quá đi Đông ca, bây giờ mình vui mừng rồi đó. Cảm ơn đại ca. Sao hả? Hình như là em không vui đó. Em đương nhiên rất vui. Nếu như đại ca đã quyết định muốn giúp Kiến Châu đánh Ni Khâm ngoại lăng, nói như vậy có nghĩa là từ nay anh sẽ không liên hôn với họ nữa. Được, quả nhiên là em gái của anh thông minh. Về nói cho đô đốc đại nhân các người biết, Diệp Hách xuất binh chỉ có một điều kiện. Đại Bảo Lạc cứ nói. Nếu các người đánh bại Ni Khâm ngoại lăng, ta đồng ý đem Đông ca gả cho anh của người. Ông nói cái gì? Ta biết rõ đô đốc Kiến Châu rất là thích em gái của ta. Ta nghĩ hắn chắc chắn là vui mừng ghê lắm. Sao hả? Điều kiện của ta ngươi có thể đồng ý giùm anh ngươi không vậy? Tôi không biết. Nếu là như vậy thì đành phải mời ngươi trở về hỏi lại đô đốc đại nhân coi ổng có đồng ý hay không. Không được, thời gian không còn kịp nữa. Đại Bảo Lạc, xin ông hãy phát minh trước, còn những chuyện khác tôi tự tính sau. Ta có nói rồi, đó là điều kiện để ta phát minh. Nhưng mà... Sao hả? Em gái của ta đẹp như vậy, không lẽ không xứng đáng với anh của người? Không, tôi không có ý đó. Vậy thì ý gì? Cả Lưu Long có biết bao nhiêu thủ lãnh của các bộ lạc đều muốn cưới em gái của ta, tại sao anh của người lại khó xử vậy? Đại ca, em đã yêu Tư Nhĩ Hạ Tệ. Tư Nhĩ Hạ Tệ cũng rất là yêu em. Anh biết chứ, nhưng mà em gái của anh chỉ có thể lấy đô đốc Kiến Châu thôi. Nhưng em không có thương nổi Nhĩ Hạ Xích. Anh đã có nói rồi, em là em gái của Diệp Hách Bối Lạc, em chỉ có thể yêu bộ tộc Diệp Hách mà thôi. Đại ca, Tư Nhĩ Hạ Tệ là em trai duy nhất của nổi Nhĩ Hạ Xích. Nếu như em thành hôn với ảnh, như vậy có thể giúp cho Diệp Hách chúng ta đó. Vậy sao? Ngươi thật sự yêu thương em gái của ta hả? Đúng vậy. Được, vậy ta chỉ cho ngươi một con đường. Nếu ngươi thật sự muốn cưới em gái của ta, trước tiên là ngươi phải trở thành đô đốc Kiến Châu. Không, tôi không phản bội anh của tôi. Vậy thì đành phải phản bội Đông ca. Đại ca, tại sao lại làm khó dễ tụi em? Ta không phải muốn làm khó dễ các người, ta chỉ muốn cho các người toại nguyện. Hay là để ta nói thẳng vào vấn đề, ta cũng không thích anh của người nữa, ta muốn nói chuyện với người hơn. Nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm một thuở, có sự ủng hộ của kỵ binh Diệp Hách sau khi các người đánh gục Ni Khâm ngoại lang,
lập tức kêu anh của ngươi nhường lại chức vụ đô đốc Kiến Châu lại cho ngươi. Không, chuyện này không được. Suy nghĩ kỹ rồi hãy tính. Một khi trở thành đô đốc, ta lập tức mang Đông Ca tới Kiến Châu, để các ngươi sống tới răng long tóc bạc, con cháu đầy đàn, và ngươi rất có thể trở thành anh hùng lớn nhất của bộ tộc Nữ Chân. Em đi. Tôi xin ông đừng nói nữa. Được, được, đừng nóng ruột. Suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà thời gian không có nhiều lắm đâu. Ta tin chắc binh của Ni Khâm Ngoại Lang bây giờ đã bao vây Kiến Châu rồi đó. Em nói đi, anh phải làm cách nào? Em cũng không biết. Trái tim của em đã loạn hết rồi. Đây là khế ước liên hôn của Kiến Châu và Hiệp Khách. Nhưng mà ở trên này còn chưa có đề tên của vị đô đốc, chỉ viết là Đông Ca sẽ hoàng hôn với đô đốc Kiến Châu mà thôi. Còn việc đô đốc là ai, cái đó sẽ do người quyết định. Chỉ cần người ký tên và lăn tay ở trên khế ước này thì kỵ binh của Diệp Hách sẽ lập tức xuất phát cùng người. Trước đi, em kiểm tra cho. Có cần có thư chỉ hay tài không? Chưa có.